Bạn mình tập bên nhà đó kia bạn mình chọn nơi chấm bút tìm mũi chapter 1 và dương này riêng ông bị present hay nâng present continuous past hay nâng past continuous à lấy dương mà chua kia nơi chấm bút tìm bí ní cứ unit 7 dương bị present perfect bạn tập bên chấm bút bí ní khi nhau nâng riêng nhà đó kia riêng lươn chuyên môn bằng tách để xa tới dương miên bị ở cái đôi chữ bởi dốt để dương mà sqa khlạc lạc bị chấm bút mũi mà hỏi. Nhưng riêng là present perfect. Present perfect one. Bị one ấy cứ miền này thà bị miền mũi, bị miền bị. Cho unit 7 bao nhiêu cứ present perfect one. Unit 8 gonna be present perfect two. Present perfect tùm rung ở phía cứ subject I bầu chỉ mũi đừng have rồi có has bầu chỉ mũi đừng verb có làm thì bấy là chỉ verb done xong rồi bị do mà verb do did done. Cái chứng tùm rung mà viết tới I have done. Bà sẽ dành đến ở khi mình toàn có tùm rung ấy, không bà rõ mấy, vì bà rồi dừng riêng ấy. Bà. Ok, lấy dừng bao sắc xa ông bì ưu sạc thà nạp hiếp chỉ ưu tì hồ này. Ok, study this example situation. Chứng quốc mẹ này, cứ quốc bắt sao là bà quốc. Bắt sao. Chứng tùm biết là dừng dễ thật bắt sao. Chứng bắt vì hỏi, dừng toàn rồi về khởi này. Chứng việc bắt ha là lớn nó nơi tại bạn thì bạn pi à tay cá hộp đó à lớn này nhưng biết tha present perfect miền này tha cứ chỉ riêng mới là bạn cả làm việc tay cá hầu biết bạn to hộp nào lớn này vì nơi tại bạn sao này ok nhưng cái phở biết tha I've lost my key I've lost my key miền này tha I have lost my key và nhóm bạn bắt sao rồi bọc nhóm đây cứ chia bịa cắt rồi bọc bịa bịa ta have ok nè bịa nè tập về về xây dựng tâm lòng claim mà kiểu tạo mũi đặt ta we tôi như thế nhưng I've lost my key nhóm bắt sao rồi bọc nhóm Tom can't find his key can't find his key nên là Tom nó cứ mình ai rồi sao gặp cười nhé he his ok à tọa s cứ màu biệt tha has ok he's lost his key mà quạt bàn bắt sao robot quạt he has lost his key quạt bàn bắt sao bắt quạt đang miền này thả equal miền này thả he lost it and he doesn't have it now quạt bàn bắt gì hỏi quạt mình toán miền vía tế ở lần này mình thân bạn bắt thế à lấy có toàn miền này nơi bắt lòi thế chẳng hãy mang cái chữ present perfect he has lost his key chẳng have lost rồi có has lost is a present perfect simple cái chữ bắt cho bọn cả bố đi bố thòm là ok thòm là biết là bắt cho bọn cả lý miền này thà rướng những việc bàn cả là tay cả rồi hốt mà đó bắt cho bọn chẳng hạn như vậy ta bắt chấm bằng cá bồi bổ pi à tay ta cá là hốt mà nó bắt chấm bằng ok I V D U và thân chỉ bật thiên là bao nhiêu I V D U you per have ok have vấn đề mà thân chỉ bật thiên là bao nhiêu nhẹ lại thôi sẽ cảm biết được không bị chuột nữa cứ chỉ he she it you per has ok has nhưng I V D U have finished, lost, done, been. He, she, it, yeah, has finished, has lost, has done, has been. Okay. Chẳng bia dân thật bây giác, tôi xa ta kể sắp have này. Vì prai pru từ tam bật thiên, là thương bơ bia. Vì prai pru tam bật thiên là thương bơ bia. Chẳng này kể sắp là ông thích bấy, ta đã nói bị gọi have này. Cứ mình prai pru tự tạm bật thiên như thế và mình prai pru tạm bật thiên thế còn là dân thật đơn thật tùm rung kể sắp lòng thì bấy nâng bia mình riêng nhận dân người mình đây thì tập finish cứ kể sắp đào bia bài phong với cứ finish nhưng thay mà đi finished nên mình nói thật kể sắp lòng thì bấy bia lose bật nâng y đó bê là sắp lòng thì bây viết cứ lost
nâng nâng thì ok đu mà tới chiếc đàn bí cái sắp đá với bí tới chiếc bình ok chẳng bạch văn cao bò đi bò nâng tùm rôn màu dạng mạch mà the present perfect simple nâng cứ dùng phở biết have rồi có has nâng bầu chùm nâng participle participle nâng mà kể sắp lão thì bây chìa phía tràn often ends chỉ nhật nhọc cứ bàn mình chọc đòi biết thà ed rồi biết là finish your best form of it nhưng thay mình ý là chứ finished decide ta chứ decided okay. But many verbs are irregular bởi tại kể sắp chỉ trả lần này vì mình tiền toàn irregular mình tiền toàn như nhà mình tiền toàn cứ biết đầu riêng tăng strong mà việc thay mình đi thì và biết là lose ta chứ lost do ta chứ done write ta chứ written. For a list of irregular verbs, see appendix 1. Chẳng mà sắp buồn mà mình chi này kẻ sắp đại mình tiền toàn đó. Rồi có mà sân chân này nó sẽ chọn rõ à, kẻ sắp tiền toàn mình này khác dương từ mưa appendix 1 nó sẽ không sắp hơi rõ hiểu sắp hơi phương mà sắp hơi lên trên đây bao nhiêu có miền này. Ok, B. When we say something has happened, this is usually new information. Nếu bây giờ dương thì dễ tha vậy mùi về bàn cả lãng. Vì chỉ nhắc nhuộm mà vì chỉ nhắc nhuộm còn chỉ thoa mà ná cứ bỏ miệng này với thầm mấy đôi ưu tiêu hò tha. Oof, I cut my finger. Oof, nhóm bàn một đầy rồi bỏ nhóm cut là dương vô bật móc cut cắt đầy vào dương nhưng như thua đầy vào dương một những việc vài dương tha. Ok, nhóm bàn thời một đầy bỏ nhóm okay, I cut my finger. Anh em mình đây là mềm đây đó, finger mềm đây. Okay, the road is closed. Là phơi nó bị bạn bật. There's been an accident. Vì miến, cứ sạch ra cho mùi. There has been. Okay, there's been. Bắt tạo em nó cứ mau biết thá. Has. Okay. Chẳng there has been, tự nhiên there's been an accident. Miến cứ sạch ra cho mùi. Police has arrested two men in connection with the robbery. Tang blih nang man chap phluon bodoh pi ne tiet tong in connection tiet tong chmuoy nang rueng bue plot robbery bue plot. Chang poramien information dai jeung ban an utihol jeung ban an ni keu chi poramien muoy dai ve tom ta ka lang thmey thmey ke ai ka dau ke ha ta new information. Okay. Later I cut my finger jeung to mot te. There's been an accident. No we mean chra cho ko ta chra cho. Police has arrested two men. Tiếp tục chạp ăn. Sau đó là bỏ đại viết cả là ăn thamay. Okay. Tiếp hôm thánh. When we use the present perfect, there is a connection with now. Nó bây giờ dương pra present perfect. Bạch bàn cả bồi bố. Vì miên tùm nhẹ tùm nôn chỉ mùi nó biết thà now. Nó chỉ mùi nó biết thà lời nì. The action in the past has a result now. Sẽ cảm ơn phép đại miên được nông ở tay cá cứ viên miên là tập hóa mà lời đừng bị chết là tập hóa mà lời đừng has a result now miên miên là tập hóa lấy mũi mà bài cho bọn. Ok, Tom has lost his key. Tom nâng bàn bắt sau rồi bắt quả he doesn't have it now. Biết tập bàn bắt nâng bắt hói là lời đừng nâng tới bắt thì này vì miên result mà đó là lời đừng thao viên nâng tới bắt. Okay. Chúng ta present perfect nên cứ chỉ rưu mũi để cả là tất cả hoặc dịch đăng lật tập hồn bạch bọn tất cả nhạc mạch tiền. Tại vì dân đáp lưu là Tom has lost his key. Dịch đăng thật bắt hay con tôi đó khởi thì mà chỉ như bởi biết has lost nên. Ok, lịch bí. He told me his name but I forgotten it. Quát bàn bạc nhóm bị chú mũ rồi bạc quát. He told me told bàn bạc nhóm bị chú mũ rồi bạc quát. Phần tay, I've forgotten it. Phần tay, khi bạn click về. Click mua bà con, click về. Okay, I've forgotten it. Chẳng mình này thà, I can't click nhỉ. Vì mẹ nó click cái hồn nó quên nhỉ. You click it, the result now is I still can't remember it now. Mình này thà, dưỡng nhỉ, khi nhóm này, bạn click về. Phần tay, lớn cái nơi đấy. Lớn cái nơi đấy mình toàn. Chạm vậy đấy, nơi ta play như nào vậy. Okay. I can't remember it.
nào nhóm mình ai chạm biết thế là này. Chứ như present perfect vô viên miên là tập hòa result mà đó là này. Ok, Sally is still here, she hasn't gone out. Sally nâng cứ nâng đi lâu thế, still here, is still here, nâng đi lâu thế. She hasn't gone out, nhưng mình toàn màn trên tất cả. Thế, she hasn't gone out. Mà, she is here now, nhưng nâng đi lâu thế. She hasn't gone out, nhưng mình toàn màn trên tất. À lấy con nhưng mình toàn màn trên tất cả. The result now is she still here. Okay. I can't find my bag. Have you seen it? Khnyom on a yo kbo khnyom ban so. Khnyom ro kbo mat khoen. I can't find my bag. Khnyom on a yo kbo khoen ti. Have you seen it? Ta ni aing man khoen vie ti. Have you seen it? Do you know where it is now? Ta ni aing dang tha vie nang na ti a lou ni. Chang vie sat ta mien rueng ta neak ta nong chmuoy nang patchabana ka. Na pe da yeung pro present perfect. Ta là dân compare, dân priệp thiếp rồi dân biệt thật gone, chứ mùi dân biệt thật been. Ta phải mình đây không thể nhận mình. Mùi tức bắt, mùi been, ta khói, ta lệ. Biệt been, mà nó biệt thật ta lệ. Ok, James is on holiday. James nó cứ gặp bụng tên nó nằm nào gặp sàn bà con, nó thay gặp, dân biết mạng cả bà con. He has gone to Italy. Còn bán tới Italy bắt hỏi. Ta biết là dân khơi biệt gone, có tới. À lấy con này tới tới nhưng con tới bạn này. He has gone to Italy. Miền này thà he is there now or on his way there. Miền này con cũng buồn tới nóng. Con buồn là nơi Italy nó con nơi tam lâu tới Italy nè. Con ở toàn màu với con tới Italy này. Nè, chứ nhà bị gone miền này tới bạn này. Toàn màu với chị. Amy is back home now. Amy cứ mau theo với nhà lần này. She has been to Italy. Nhưng mà tới lên Italy. Đó bây giờ phải biết has been, mình đây là nếu nước ban tài lên lại còn mau quỳnh hào, ok, has been, been, chứ been này con có thể chơi ngà, been từ lọc màu quỳnh hào, à con, từ, từ bà đó, từ màu quỳnh tì, ok, she has now come back, mình đây là, bây giờ dừng phải biết she has been, mình đây là, she has now come back, mình đây là nếu lại nước ban màu quỳnh hào. Okay, let's see. You can use the present perfect with just, already, and yet. You can use present perfect with just, already, or yet. Tiếp tại, anh ấy ruột hỏi, anh ấy thay nơi lâu thì, okay. Biết nó cứ thở một biệt mai bằng chứng như suy nghĩ. Ông ấy đã biết là just, a short time ago. Tự tại nó cứ chơi pê bê liên đấy thay thay đấy cầm lon hoặc là thay thay short time của cầm lon hoặc là thay thay này tự liên đọc clay short clay time pê pê clay cầm lon hoặc là short short time của ông mà thang cái sụt à are you hungry thay đây clean đấy no I just had lunch nhóm tự tại ban nhắm à ha cái trọng had lunch rồi co à biết là have lunch nữa à have phải biết lunch à ha biết cái đó mình nói là nhắm ha cái đó bồi dưỡng như thế I just had lunch mình nói là dưỡng từ tại ban nhắm à ha biết cái đó cái đó hello have you just arrived Tuesday ta này anh từ tại mặt đó này nhé chứ việc chom gì muốn những việc cái máy những số liền này Tuesday ta này anh từ tại mặt đó là just từ tại have you just arrived? Okay, already នេះគឺមានន័យថារួចហើយដូចជាអង់គ្លេសគេបញ្ចូលយើងថា sooner than expected sooner than expected មានន័យថាវាលឿនជាងអ្វីដែលយើងរំពឹងទុក expected បានរំពឹងទុកមានន័យថាម៉េចទៅណាលឿនជាងអ្វីដែលយើងបានរំពឹងទុក don't forget to pay the bill complete បង់like ไก่บัด I've already paid it นะខ្ញុំបានបង់វារួចហើយ already រួចហើយចឹងមានន័យថាគាត់រំពឹងថាឲ្យយើង complete បង់ថ្លៃไก่បាត់ផងណៃឲ្យខ្ញុំនេះបានឆ្លើយទៅវិញថាអូ I've already paid it ខ្ញុំទើបតែបង់វារួចហើយចឹងវាលឿនជាងអ្វីដែលគាត់រំពឹងទុកអីណា faster than expected បាទយើងបាច់បារម្ភទេថាតែពាក្យខ្មែរគឺចំហ្មងពាក្យហ្នឹងបាទគឺរួចហើយហ្នឹង
Okay, what time is Mark leaving? Ta mong mà đấy, Mark nâng chạ chân tới, okay. Anh ấy cứ chỉ present continuous form này, bộ sai ông pi future. Nhưng mà riêng thì hai nữ chapter 1 mà chứ. Là ta mong mà đấy, Mark nâng chạ chân tới. Oh, he's already left. Quát bán chạ chân tới bắt hơi. He's nên một bị has nữa. He's already left. Còn bán chạ chân bắt tới hơi. Ta lấy mà chưa cái gì mà nó biết là jet. Ăn thiên nào mình ta nó lao thế ăn thiên nào nó lao thế. We use yet to show that we are expecting something to happen. Dương prà bị yet nó là bay bằng hai tháng. Dương cầm buông tay rồng bưng are expected. Dương cầm buông tay rồng bưng ở vây muối nâng cao lại are expecting something to happen. Dương cầm buông tay rồng bưng thả vây muối nâng cao lại nâng cao lại. Okay, we use yet in questions and negative sentences. Tính chương prao biệt yet nâng chứ nâng không xùm nua rồi còn nâng không rồi dốt bạc để xài nâng lòi tì. Have it stopped raining yet? Has it stopped raining yet? Okay. Chứ tu tá nâng bây giờ xùm nua has it nâng? Has it? Tại vì has it? Has it? Has it stopped raining yet? Tại vì chúc liêng nó lại thế, hỏi nữ, nó lại thế, tại vì bạn chụp liền, nó lại thế, has stopped raining yet, okay, I written the email, but I haven't sent it yet, nhóm bạn sẽ so email nóng, nhóm bạn sẽ email nóng, vấn tay, I haven't sent it yet, vấn tay nhóm một toàn bạn nhà viết, nó lại thế, chẳng dừng expecting to send it out. Nó dưỡng, nó bưng nó dưỡng nó. Nên, nó phía về trên tới. Ok, lọc mà dưỡng mà sắc xa nó lại đi một tầng thế đó. We can also use the past simple. Dưỡng ai bà phong lại nó tới đặc cao. Còn nó, did, when, had, etc. in these examples on this page. Chứng nó khăn ông cạn này đặc cao lăng là dưỡng bà present perfect. Đây không mê điên mà dưỡng nâng cấp bốn ấy. Cứ dưỡng ai trao với chiếc tầm rộng past simple bạn nó. Chứ không cả này ABC nó cứ sắp tới kia. Cả này là dưỡng ai trao past simple của bạn, present perfect của bạn. Còn thay present perfect vì trọng bởi chú cô mà. Bên tay không thể xa dưỡng trong tình lệm nông tu tự. Cứ dưỡng ai trao chiếc tầm rộng past simple bạn nó. So you can say, chẳng nè ai dưỡng thay Ben isn't here, he's gone out. Dương bài ta, he has gone out của bạn. Dương phở biệt ta, he's gone out. Mình là he has gone out. Rất có dương ai phở biệt ta, he went out. Còn bạn trên trái bài đại kia. À mỗi present perfect, à mỗi cứ chia past simple. Dương ai phở, he went out. Are you hungry? No, I just had lunch. Are you hungry? Tại này clear đấy. Tê, nhóm tướp tay, nhằm, à ha, ngay tròn hỏi. No, I just had lunch. Or no, I just had lunch. Rồi có tê, nhóm tướp tay nhằm, à ha, ngay tròn hỏi. Có chỉ pass simple. Ở con nhạc đó, nên là bạn tạm nào. Chúng phục tịch bì bỏ dưới này. Unit tìm bằng phớt. Mà chúng hiếm nóng, mà chúng hiếm nóng. Nhưng mà bà rõm, dưới những bài xâm rạch. Cả che từng biết từng ví dụ từng which go prong này mà dưới những miếng mặt phía cái nông cả án cả đám cả là dễ hay là cả là dễ dưới một toàn đấy mà bất tái là bây giờ che which go che biết che ví dụ những ai đám những ai đám cái dụ những ai án dụ bây giờ nó như những miếng cầm nứt chứ đó làm là dễ cái đôi chứ là dễ mà sau một cơn